Khoan, khoan, ngồi đi. 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 Trước khi giảng về mình niệm Phật ha, trong lời niệm Phật cho bổn sư cái ra niệm Phật ba lần để tâm là nhà Phật gia trì lực cho người giảng cũng được trong số mà người nghe cũng được. Nam mô mình sám hối mà cái nghiệp nó chưa tiêu trừ đó, mà cái nghiệp nó tới với mình thì công đức là cái chỗ để đỡ cho mình.
thành ra họ bắt đầu sống hết nghiệp hay để vô là cái lễ bái cái cúng dường không à. Thấy không? Cái đó là cách rất là hay, tại vì mình có cái nghiệp nhưng mình có cái phước để nó che. Thấy không? Trong thời gian mình chưa đủ cái nghiệp, mình chưa tiêu trừ thì cái phước lại đã che cho mình. Đó. Hay là cái nghiệp nó mình đi thôi, tập niệm khẩu hiền. Thì bởi vì để trong này là đi thôi, khẩu hiền thì nó có cái lý do tại sao nó đi. Thì tôi nhắc lại cái đại cương cho quý vị thấy thôi. Cái đi qua cái chương thứ ba đó, tôi sẽ bỏ cái chương thứ ba là chương gìn giữ Bồ Đề Tâm. Rồi về chương tự đọc đi. Cái chương này nó sự ra cái đọc cái gì đọc cái gì chúng ta hiểu được. Nghe giữ gìn Bồ Đề Tâm, muốn giữ gìn Bồ Đề Tâm đó thì bởi vì nó là cái nó cũng lấy trong khẩu hiền nguyện ra nó bổ sung. Tại vì tùy hỷ công đức và những cách, tại vì cái Bồ Đề Tâm đó nó rất kỹ với sân hận. Thập đố sân hận là hai cái phá nát Bồ Đề Tâm của quý vị. Bồ Đề Tâm nó thay dựng trên cái từ bi thể. Nên nó rất kỵ với vấn đề là sân hận và tật đố hay là những cái tâm đó, thành ra phải tập những cái hạnh mà tùy hỷ hay là những hạnh từ bi này kia đại khái trong này đó, thì quý vị muốn trưởng cái Bồ Tâm làm sao mà diệt bớt những cái nhân chủng đó, nên nó nói những ý chánh mà như vậy để thông là cái phải thì có cơ hội nếu mà gặp nữa thì sẽ nói kỹ về cái tưởng tập như thế nào ha. Xong rồi những hạnh không lung lung hay không lung lung là cái chương chung của tất cả các pháp, nhưng mà bất cứ những pháp thiền định nào cũng cần phải tập cái tánh là luôn luôn trụ được cái tâm cho pháp đó. Ngay như bây giờ mình muốn Bồ Đề Tâm, nhưng hôm qua chỉ có gì cách hơi thở để giữ Bồ Đề Tâm, tức là làm sao lúc nào để nhớ tới hơi thở là nhớ tới Bồ Đề Tâm, tức là mình muốn Bồ Đề Tâm mình phát triển rồi kiên trì nó trụ không mất, thì phải tập cái tánh là phải luôn luôn an trú trong Bồ Đề Tâm. Khi mình bố thí là bố thí vì Bồ Đề Tâm. À, mình cúng Phật là cúng Phật thì Bồ Đề Tâm. À, bây giờ mình làm cái gì, ví dụ như mình làm cái gì bất cứ giờ làm gì, bây giờ mình nói là bây giờ mình nấu cơm cho gia đình vợ chồng con ăn thì cũng bằng Bồ Đề Tâm, chứ không phải là bằng gì vấn đề là thương chồng thương con. Cảm nghĩ những người này, những người này là những người đáng thương xót, đi làm gì mệt mỏi, mình làm những chúng sanh vậy thôi. Thì quý vị không có luôn luôn lúc nào cái tâm hướng cho Bồ Đề Tâm nó không có rồi, thì đó là thức giữ của Bồ Đề Tâm nó hoài không có mất. Các chương không buông lung này áp dụng cho tất cả các pháp, ví dụ như niệm Phật thì không buông lung trong vấn đề niệm Phật, ha, quý vị niệm về minh sát rồi không buông lung trong cái pháp minh sát, thấy không? Muốn đi một cái pháp nào mà cho nó trưởng dưỡng, cho nó kiên trì mà nó tiến mãi không nguôi, sau khi quý vị sám hối sám diệt hết các tội lỗi, theo quý vị tập những cái pháp mà trừ tập tố, trừ tâm sân hận, trừ tâm quán hại thì kia đó, tức là thuộc về chương thứ ba đó, thì cái Bồ Đề Tâm nó không có những cái gì phá nó nữa, thứ nhất là nó không có nghiệp chướng phá nó nữa. Thì mình sám hối, mình đeo công đức không có những cái hóa đó nữa. Thứ hai là mình phá mất cái mà cái gọi là cái làm mất Bồ Đề Tâm, tức là cái tâm sân hận tập đố, là cái đó làm mất Bồ Đề Tâm mình. Bây giờ mình tập tâm tùy hỷ, tập tâm từ bi, tập này kia đó, thì cái đó là cái Bồ Đề Tâm nó không còn cái gì chướng ngại nó nữa. Thì bây giờ muốn trưởng dưỡng nó, muốn cho nó mạnh lên là lúc nào phải nhớ được đó, là cái buồn luôn. Nên tôi nói chuyện đại cương cho quý vị mấy cái chương, tại vì mấy cái chương này trước khi họ dẫn cho quý vị đi vào cái hạnh Bồ Tát đó, họ luôn luôn họ chỉ quý vị làm sao để cái Bồ Đề Tâm luôn luôn người đi đại thừa là Bồ Tâm là cái gì, nó là cái thể của họ, họ thể hiện cái gì, phần thân cũng là Bồ Đề Tâm, cái lời mở miệng nói ra là cũng gì lợi lạc người ta, mặc dầu có thể nói dối, có thể nói ác, có thể nói chửi mắng người ta, nhưng mà bằng một cái thể của Bồ Đề Tâm mà nó xuất ra tiếng nói đó, bằng một cái tình thương, bằng cái sự tha thiết muốn người ta được lợi ích, muốn người ta được giác ngộ, muốn người ta đạt được cái gì rốt ráo là lợi lạc, không những trong kiếp này mà kiếp sau mà tự nhiên gì có thể mình là Bồ Đề Tâm, nên nghe cái tiếng chửi mắng hay cái tiếng nói nha, nói ngọt nói nhẹ hay nói nặng đều là Bồ Đề Tâm mà lợi lạc người ta hết. Thì khi mà Bồ Đề Tâm lợi lạc đó thì có cái năng lực là chuyển hóa cho người khác, dù có cái ác nghiệp mình có lãnh, nó lãnh rất là nhẹ, gì hiểu không? Thành trước khi mà nó dạy cho quý vị làm cái hạnh Bồ Tát thì họ phải dạy cho mình chuẩn bị đầy đủ những cái tư lương của Bồ Đề Tâm trước khi quý vị Bồ Tát. Thì chương bu lung này làm cái chương nó làm cho quý vị cũng như luôn luôn chú nhận Bồ Tâm quý vị bằng cách nào quý vị phải tập. Ví dụ giờ quý vị thích lễ Phật, bây giờ mình phải làm sao trong cái lễ Phật đó mình không cái tập mình lễ xuống là bằng cái Bồ Đề Tâm để lễ, chứ không phải là bây giờ mình lễ Phật để lấy công đức nữa, thấy không? Thành ra cái lễ Phật nó tùy theo tâm mà, ví dụ như quý vị lễ Phật theo sám hối, dùng lễ Phật để sám hối thì cái lễ Phật nó thành là cái pháp lễ của sám hối. Lễ sám hối tức là sao? Tức là kêu gì, ví dụ tôi giả thử một cái nha, cho quý vị áp dụng một cái example để quý vị thấy, còn lễ theo Bồ Đề Tâm thì nó khác. Lễ theo sám hối tức là khi mà cái lễ Phật mà làm sao cái nghiệp mình nó mất thì mới gọi lễ Phật là sám hối. Thì tức là nghe mắt, tức là khi mình lễ Phật xuống đó mình phải quán tưởng là chư Phật đang phóng quang xuống mình, mình nhận hào quang nó tràn ngập cho mình, là khi mình lễ xuống cái tay mình chạm đất á, chạm đất gì xuống vậy nè,
và tất cả ác nghiệp mình nó theo cái giảm đất nó rút xuống đất hết, cũng như là đất là một cái từ trường hút hết tất cả những cái đen lúa thì quả mình xuống, nó gần như là một cái môn rồi, nó biểu tâm quán vậy đó. Nên mình để xuống mình quỳ xuống để thì thân mình toàn thân mình hết vậy đó. Thì cái lễ Phật đó là lễ Phật, mà lễ Phật sao có sám hối, thấy không? À, thì mình nhớ là mình sám hối đó là mình nhờ Phật la trì cho mình để mình hết tội, thì mình phải có những cái nhãn giác như vậy á. Thế thì khi mình lễ Phật cái tâm mà nó an vui, mà nó rất là khỏe mạnh, đại khái ví dụ. À, còn lễ Phật là tâm á, là mình lễ xuống á bằng cái tâm là mình muốn thành Phật. Tôi lễ Phật đây là phải muốn thành Phật chứ mà tôi lễ Phật không phải là tôi là một cái người sẽ đương dựa Phật nữa, mà tôi lễ Phật bằng cái tâm con lễ Phật đây là con thấy cái Phật là quá tuyệt vời, trí huệ Phật nó quá hay, công đức Phật quá mạnh, nên con lễ kính ngài và con mong là con thành Phật như ngài. Cái lễ đó là đại tâm, đại bộ tâm nó có hai chi là mình thành Phật độ tất cả chúng sinh. À, thành ở lúc đó mình lễ Phật nhưng mình không phải là một con người lễ với sự nương tựa nữa, mà con người lễ bằng giúp tăng nguyện là mình sẽ thành Phật, đó là lễ con người đại tâm. Thành ra quý vị tùy theo cái tâm của quý vị, ví dụ như cái tâm gì yếu ớt này kia thì quý vị thì lễ cho nó nương dựa, thấy không? Con là tội gì thì con những gì đó cũng nương tựa Phật, nhờ được ban phước cho con đại khái vậy đó. Thành ra một cái pháp á, một cái tâm mình trụ vào cái hình tướng gì thì nó chuyển pháp theo hình tướng đó, quý vị nên nhắm cho thiệt kỹ. Không phải cái pháp nào nó nhất định nó phải như vậy, không có. Cái pháp nó theo tâm mình nó chuyển. Thành ra tất cả những cái pháp đó, trong cái chương này nó dạng về bài tâm thì nó là không phóng vật. Ở đây cái chương không phóng vật, cái chương thứ 3 mà tôi bỏ qua, không luôn luôn phóng vật á. Cái chương thứ 4 á, không luôn phóng vật, trang 216 á, thì không luôn luôn phóng vật trong bất cứ điều lúc nào, hay là không luôn luôn cái bồ đề tâm của mình, thấy không? Giai đoạn đầu là mình thấy lợi ích, mình có phát tâm. Giai đoạn thứ hai mình dùng tất cả những pháp sám hối tăng trưởng công đức để nghiệp chướng không can chặn vào tâm phát triển. Giai đoạn thứ ba, cái đoạn thứ ba đó là mình trừ hết các cả chướng ngại và nó tiêu hóa vào tâm, tức là tâm sân tâm si, rồi tập cái tâm tùy hỷ công đức quan hỷ đến sửa đổi ra, thì lúc đó mình bộ tâm nó không còn gì chướng ngại nữa. Nhưng chỉ có một cách là mình làm sao để mình luôn luôn thủ hộ nó, để nó thể nhập là một với mình, thì lúc đó là mình phải luôn luôn nhớ nữa, thấy không? Nhớ là cái giai đoạn là không luôn luôn. Bây giờ cái luôn luôn đó thì tôi nói chung cái nguyên tắc thôi, giờ tôi muốn giảng cái chương thứ 6. Chương thứ 6 là giữ gìn chính tri, là 226 á. Thứ 5. Giữ gìn tri. Sở dĩ chọn cái chương giữ gìn tri này đó, thì cái chương này nó liên quan hết cho tất cả những pháp tu của gì sau này. Nó là cái những điều kiện tất yếu cho những người muốn tu về tất cả pháp môn dính líu đến thiền. Dính líu đến thiền, mà trong khi ở đây đa số về niệm Phật, thì niệm Phật tức là thiền. Niệm Phật tức là giữ vào chánh niệm, là cái tiếng đó là tiếng niệm Phật, hay là giữ vào cái chánh niệm là cái tâm tha thiết vãng sanh. Nó là thuộc về loại thiền, bởi tất cả pháp môn của Phật đều là thiền hết á, thấy không? Nhưng mà có người thì bằng cái quán vào cái tâm, nghe như thiền đốn ngộ, thì ở đây nó quán vào cái tâm thôi. Thì nó đặt tên là tại vì nó quán cái tâm, nó đặt tên là đốn ngộ do cái tâm là chết. Còn cái người đi niệm Phật thì hoặc là niệm nương vào tiếng niệm Phật, hay là nương vào cái tâm muốn giảng sanh tha thiết giảng sanh, cái gì đó, thì tất cả đều là thiền hết trơn á, thấy không? Tất cả pháp môn Phật mà không có pháp môn thằng nào thiền, mình nói là niệm Phật không thiền là tập. Niệm Phật tức là thiền chứ nó không có gì là không thiền hết trơn á. Niệm Phật mà nhất tâm bất loạn là thiền rồi, chứ không còn gì không thiền hết. Thành nhưng mà những cái điều kiện mà làm sao để mình đạt được những tình trạng như vậy, quý vị không có rõ. Thành ra nhiều khi niệm tâm nó dẫn tán loạn, nó dẫn cái này cái kia, nó không lợi ích. Thì ra tôi muốn giảng cái này để tổng quát chung, thì người nào đi pháp môn nào mà nếu mà biết những điều kiện, cái điều kiện này nó cũng chưa hẳn nói về thiền định, nó chỉ là những giai đoạn mà cái thiền định nó bắt buộc quý vị phải để ý đến nó ha. Thì đó gọi là giữ gìn chánh tri. Thì trong này á, cái kia những chương chánh tri mà nằm trong bộ tác hạnh này đó là chánh tri trong bồ đề tâm ha. Chánh tri trong bồ đề tâm, tức là mình đã hiểu bồ đề tâm từ trước là cái gì rồi, thấy không? Thì sau khi quý vị đã không phóng vật, nó luôn luôn phải phóng vật để mình cái gì giữ được cái bồ đề tâm luôn luôn trước mặt mình, thì làm sao luôn luôn có cách nào để từ từ cho thể nhập vào nó, thì cái giai đoạn thì dẫn là giữ gìn chánh tri. Câu 1, thì người muốn giữ giới hãy nên chuyên chú giữ tâm, vì nếu không giữ tâm thì không thể giữ giới. Ví dụ phạm giới là lý do tại sao thì mình không nhớ, thấy không? Ví dụ mình không cái nhân mà chính nhất, hoặc là mình không nhớ cái điều giới đó, thành đối với bị phạm, thấy không? Hoặc là thứ hai đó hoặc là quý vị
thay đổi lại cái đó. À, hoặc là cái gì thứ nhất á, hoặc là gì không nhớ điều nhớ giới đó, thấy không? Thứ hai đó là tâm của giờ nghĩ gì khác. Thành ra ví dụ hạn giới chứ lúc nào mà chẳng hạn như ví dụ mình lái xe mà luôn nhớ mình lái chẳng hạn như vượt bao nhiêu cái số là bị phạt là không ai dám lái qua, thấy không? Cái mình chú ý mình luôn luôn mình nhớ nhớ vậy là không có vượt qua. Nhưng mà nhiều khi mình nói chuyện còn mình quên, mình đặt ra lố mình bị phạt. Ví dụ như vậy, thành ra cái vấn đề đó tất cả những cái pháp như vậy, cái gì cũng đô cho từ pháp niệm Phật đó, nhất là cái pháp giữ giới, cái giữ giới đó, cái pháp niệm Phật hay là những cái pháp về sổ tức hay là những cái pháp về mấy cái pháp khác nó dễ lắm, tại nó chỉ một thôi. Sổ tức chỉ nhớ cái hơi thở là niệm Phật chỉ nhớ cái âm thanh thôi. Thì cái bốn nội nhớ tới cái tâm nhớ có một pháp rất là dễ, nhưng mà riêng gì giữ giới đó có gì rất là mệt. Bây giờ là tại vì giới nó phải là một mà giới nó là nhiều. Cái này như là ngũ giới không, bây giờ có năm giới rồi. Không, nếu có gì thôi đặt giới chiều hôm nay, nếu có gì chữ 6 giới trọng giờ bắt đầu là 28 giới kinh rồi. Thấy không? Cái giới nó thật là nhiều. Và càng nhiều nó càng lợi ích. Tại vì lý do là sao? Thì mình càng giữ được phần nào đó thì đương nhiên công đức mình tăng trưởng phần đó. Và thứ hai đó là ác nghiệp mình sẽ không làm. Những giới thì nó ngăn cái ác nghiệp mình thôi. Hồi xưa mình không biết, mình vô minh thì mình mới làm những cái đó. Thì mình làm rồi lãnh nghiệp thôi. Cái giới đó là nó ngăn cấm cái đó, nó khiến cái đó không phát sinh. Làm cho mình là thứ hai rồi, nhưng rồi giới Bồ Tát đó, nó không những nó ngăn cấm rồi mà nó còn khuyến khích mình làm những điều tốt, những thông tình để cho mình được lợi lạc. Thành ra quý vị càng giữ nhiều giới quý vị càng tốt thôi chứ không có gì hết trơn. Nhưng mà cái khó cái làm sao mà mình chánh niệm được trong giới, tức là lúc nào cũng nhớ giới, lúc nào cũng cái gì làm ra vừa làm ra là cái bắt đầu là cái giới mình nó chạy ra, bắt đầu nó phân tích là cái này có phạm giới hay không, không giới thì mình không làm. Thì cái điều đó rất là khó. Thành ra cái tổ nói rằng là thực sự ra cái giữ giới là giữ cái tâm mình nè. Cái tâm mình là nó theo những cái tham sân si mà nó chạy bậy lên, thấy không? Thành ra giữ giới hay là giữ tất cả những pháp môn, từ hơi pháp môn sổ tức hay pháp môn niệm Phật hay pháp môn quán tưởng hay những pháp môn gì là giữ cái tâm chứ không phải là giữ mấy cái đó. Giữ cái tâm của mình nè. Thành ra nắm được cái giữ tâm thì mới biết rằng là cái giới là cái ngọn mà cái tâm là cái chánh. Thành ra bây giờ cái niệm Phật á, bây giờ niệm cách của niệm Phật cái dễ nhất đa số đây niệm Phật nè. Giữ cái tâm niệm Phật là giữ cái gì đó? Suy nghĩ được rồi. Bây giờ niệm Phật cái niệm Phật đó nó thuộc về cái dạng gì? Lễ Phật đó thì nó thuộc là cái dạng thân, thấy không? Niệm Phật đó thì thuộc là dạng tâm, dạng khẩu. Còn nếu gì niệm bằng ý là mặc niệm, thấy không? Có nhiều người niệm ra tiếng đó thì nó thuộc về dạng khẩu, thấy không? Vì mình giữ tâm là giữ chỗ nào? Tâm khẩu ý. Thế dạng tâm là dạng chỗ nào đâu? Nên mình không đâu tập cái tâm nằm đâu? À, cái tâm nằm chỗ nào? Ý. Ví dụ là tâm môi Phật đâm tập cái tâm nằm đâu? Âm thanh là âm thanh chứ đâu là cái tâm được. Âm thanh là cái tâm là tập rồi. Hơi thở là thuộc về thân, hơi thở là một phần của thân. Ý là nằm chỗ nào đâu? Ý nào? Trong niệm Phật đó, ý nó là chỗ nào đâu? Ý của niệm Phật đó là chỗ nào? Ý gì vậy? Con có nhiều ý lắm à, trong đó cái ý nó có nhiều lắm, có nhiều ý á, trong đó là ý nào? Cái tâm. Anh đã trong đó mà phải chọn một tâm. Tại nó nhiều tâm, không có niệm Phật, có nhiều tâm á. Ví dụ là niệm Phật với cái tâm cầu mong là được con cái, ví dụ vậy đó. Không, thật sự đó, mình lượng cái niệm Phật nhưng mà mình ăn trú vào cái tâm cầu mong con cái. Thấy không? Tôi phải chọn một tâm, trong các tâm nó có gì chọn một tâm. Đây nó nói là bây giờ muốn giữ được chánh niệm thì giữ cái tâm. Thấy không? À, thì niệm Phật chứ Bồ Đề tâm cũng là một cách. Tùy theo cô chọn, giờ mình đặt ra cái tâm này hợp với mình nhất. Thấy mình đặt ra, là có nhiều người nó có hấp đi cái tâm này mà không thích tâm kia. Thấy không? Thành ra mượn cái niệm Phật để phát sinh cái tâm đó. Thấy không? Có người niệm Phật cái tâm bất loạn đó, họ sẽ niệm với cái tâm là chú tâm. Họ lấy cái chú tâm làm cái đệ nhất tâm bất loạn. Lúc đó họ quên hết cái tiếng niệm Phật đi, cái tiếng niệm Phật đó để dẫn xuất cái sự chú tâm thôi. Tức là chú tâm vào cái đó mà không để tâm đi cái khác. Khi nào cái sự chú tâm của mình đó, mà không có nữa đó, mà mình chạy qua cái khác đó, thì cái niệm Phật này mình giữ được cái tâm chú tâm. Ha, tôi thí dụ đi dễ chẳng hạn như mình giữ niệm Phật với cái tâm cầu phước. Thì rõ ràng là trong cái tâm mình làm sao mình giữ được cái tâm cầu phước thì nó không mất. Thì đó mình là đạt được cái giữ tâm. Thấy không? Mình giữ cái tâm này nó không mất, cái năng lực nó mới mạnh.
thấy không, chú vị vừa cầu phước mà cái nghĩ chút là giờ mình giờ thôi bây giờ để cầu vãng sanh, thấy không, cái tâm nó vừa tán loạn à, tụng cái tiếng niệm Phật đó nhưng mà cái tâm nó chạy chạy tứ lung tung là cái gì không có trụ được cái gì hết trơn á, thì nó ở là tâm bị loạn, nhất tâm bất loạn, đó là bất loạn trong cái tâm nào. Tại vì tiếng niệm Phật nó có một cái thôi nhưng mà trong cái gì dẫn tới nó nhiều tâm, thấy không, cái gì nhớ là nó phải nhất tâm bất loạn, không có nghĩa rằng là tại nhiều người niệm Phật nhất tâm khác nhau hết á, thấy không, thành ra nhất tâm bất loạn là bất loạn trong cái tâm nào. Bây giờ chư tổ nói là quý vị niệm Phật ha, mà nhất tâm bất loạn hay là 7 tiếng cuối cùng mà ví dụ 9 tiếng bất loạn thì sẽ vãng sanh. Vì bất loạn cái tâm nào, tổ nói bất loạn đó là bất loạn với bất loạn trong cái tâm nào. Đâu có gì để ta lên nói rồi hả? Na Di Đà để dẫn xuất cái tâm, cái tiếng A Di Đà để dẫn xuất một cái tâm nào đó, thấy không? Nhưng mà quý vị niệm mà 7 tiếng nhất tâm bất loạn hay 9 tiếng bất tâm nhất loạn để được vãng sanh, thấy không? Đó. Thì với cái tâm nào mà được vãng sanh? Bây giờ quý vị cầm con cái là được vãng sanh hay không? Ví dụ như hay bây giờ quý vị niệm 9 tiếng bất tâm bất loạn, bất loạn là nguyện là Nam Mô Phật Đà cầu cho con không có luân hành được con trai tốt. Chứ không vãng sanh nữa, tại vì đang trú là một cái tâm là chỉ đồng con cái thôi à. Thấy không? Thì đồng Đức Phật nếu mà có tới thấy nghe nó thì nó không muốn vãng sanh đâu. Đó, thôi giờ cho nó đứa con đây cho nó vui rồi, nó chỉ cần đó thôi. Quý vị thành ra quý vị vẫn bất loạn trong cái tâm đó, tức là quý vị như một cái tâm quý vị, cái tiếng ấy Phật nó dẫn phát một cái tâm mà cái tâm chỉ cầu mong của cái của đứa con ngoan ngoãn siêng năng thôi, dẫn phát cái tâm đó thôi. Là thực sự ra quý vị có định lực, có tập trung không? Có định lực, có tập trung trong cái đó, tức là vì không bị cái gì làm phân tán cái đó được hết trơn, cái đó gọi là bất loạn. Cô Phật phải không? Chứ là chú và Phật. Rồi ai có ý kiến gì nữa? Dạ thưa thầy, nếu như hàng ngày niệm Phật nhưng mà con không có được chú được tâm mà con cũng chỉ muốn niệm Phật thôi nhưng mà tư tưởng vẫn loạn đó thì có sao không thầy? À, thì cũng được phúc báo. Tại vì cái công đức Phật là nhất tất cả công đức á, mình niệm được rất là được nhiều phúc báo. Không sao hết á, không có gì hại hết, có được phước thôi. Mặc dù tâm vẫn bị loạn mắt, tâm bị loạn, vẫn được phước. Nhiều thứ và tai vẫn nghe những tiếng hát. Nó không biết tại vì niệm danh hiệu Phật thì có phước công lượng, rất là vô lượng, vô số, vô biên. Nhưng vẫn không được vãng sanh hả thầy? Thì cái tâm cố nó vãng sanh thôi, vãng sanh. Tâm nó không có tha thiết vãng sanh, không có chú ý vãng sanh. Khi nào con nhớ thì vẫn có lời. Ví dụ con nhớ vãng sanh, nhớ nó con khóc tiếng đó, trời ơi, nó khóc phải trở về. Phật nó rước nó không về con phá về coi đây là sao chẳng sanh được. Cái tâm tập cho mình, cái tâm lực của mình để hướng vào một hướng thôi thì mới chẳng sanh được, thấy không? Nhưng mà tại vì cái tâm vô loạn, cái tâm có đã quen cái đó rồi, cái gì cũng chuyển cái tâm cô đi được hết trơn á, thấy không? Mà nó nói là ý thức cuối cùng nó dẫn cô đi, mà khi lúc cô nhắm mắt mà có một cái gì nó cũng như kẻ thù tới cười cái mặt cô vứt lên, thấy không? Thì cô không chịu đi nữa, cô nói tất cả rồi phải dám giỡn mặt cho tôi, ví dụ làm sao đi được. Thưa thầy, vậy thì mỗi lần mà niệm Phật, dù là lẩm nhẩm hay là trong tư tưởng niệm Phật đi chăng nữa, cũng phải nên nhớ đến cái chữ vãng sanh hả? Để con xin được vãng sanh. Đúng rồi. Muốn vãng sanh á, quý vị phải niệm một cái tâm là cái tâm ta đi vãng sanh. Làm sao niệm Phật để dẫn xuất cái tâm đó ra thì đúng. Nhất tâm bất loạn trong cái sự là con mong cầu vãng sanh. Nhất tâm bất loạn trong cái đó đó. Hai, nhất tâm bất loạn trong cái điều tin rằng Đức Phật sẽ rước con đi. Quý vị phải chọn một tâm để dẫn đến nhiều năm hay là bậc đạo Phật, nhưng mà biết rằng là vì Đức Phật có phát nguyện rằng mình là niệm ai thì Phật Đức Phật sẽ dẫn đi, và niềm tin rằng là Đức Phật sẽ dẫn mình đi, chỉ một khác có niềm tin đó thôi. Trong cái niệm Phật chỉ có niềm tin rằng con niệm Phật đây là con tin là Phật dẫn con đi, niệm cái tâm đó thôi chứ đừng có niệm tâm nào khác hết đó. Nhất tâm bất loạn trong cái tâm đó thì chết Phật sẽ dẫn đi. Hay là nhất tâm bất loạn trong cái tâm là con chỉ có nguyện là chỉ vãng sanh thôi, niệm Phật để vãng sanh thôi, cái tâm con là vãng sanh à, thì Đức Phật không quan tới là mình đi liền. Còn những tâm khác á thì mình cũng đừng, mình thí dụ như mình tập những tâm khác cũng được, những tâm khác cũng được, nhưng mà nó sẽ không vãng sanh, nó đâu phải là cái tâm để mà đi vãng sanh. Cái gì hiểu không? Một người có hơn được một tâm không thầy? Một người một lúc chỉ giữ một tâm thôi. Một ngay lúc đó chỉ được tâm thôi, rồi sau lúc khác thì họ có cái tâm khác. Như vậy vẫn được. Sau lúc đó họ có cái tâm khác. Nhưng mà bây giờ mình muốn làm sao cái tâm đó thật là mạnh thì mình phải tập hoài. Thấy không? Thế là lúc mình nghĩ tâm này, rồi lúc mình nghĩ tâm làm ăn, lúc mình nghĩ đủ chuyện tâm hết trơn á. Nhưng mà khi nghĩ làm ăn thì mình không nghĩ cái khác được.
thành là một lúc mình chỉ nghĩ được một tâm thôi, thành là họ muốn kiên trụ cái tâm nào và giữ cái tâm đó, cũng như mình nói vậy là giữ đừng phóng dật á, giữ qua cái tâm đó, thì cái tâm đó nó cũng nó càng lớn càng mạnh khi mình chết cái tâm đó là nó thế lực nó mạnh nhất, thấy không? Nên chầu con cái khóc lóc cái gì đó, cái tâm mình không có chuyển được, cái tâm đó mình nuôi dưỡng nó quá lâu rồi, nó lớn nó mạnh lên thì lúc đó là chắc chắn mình sẽ đi dẫn thân. Thành nó nhất tâm bất loạn là nhất tâm bất loạn trong cái tâm đó, chứ không phải là nhất tâm bất loạn trong cái sự chú tâm vào tiếng niệm Phật. Chú tâm trong niệm Phật đó là sự tập trung, nó là tâm tập trung, nó không phải là cái tâm tập trung sanh. Quý vị để ý nha, sở dĩ niệm Phật quý vị nằm vào cái thế là dán chú tâm bất loạn trong cái tiếng niệm Phật. Chú tâm niệm Phật nó đưa vào cái vào định của sơ thiền. Định của sơ thiền tức là do cái chú tâm này đó, chú tâm cố vào cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài mà không nhớ gì hết trơn á thì tham sân si nó diệt mất. Nhưng mà ăn sanh không có cái tâm tham sân si ăn sanh này. Chỉ có cái tâm là muốn diệt hết những cái tâm khác thôi, mượn cũng như là cái mượn tiếng A Di Đà Phật cũng như là màu xanh, màu đỏ, màu vàng vậy đó để mình trụ tâm vô thôi. Đây là mình giữ cái tâm. Giữ cái tâm tức là giữ ở trong chứ không phải là giữ cái tướng ở ngoài, cái tướng ở ngoài để dẫn phát một tâm. Mình nhớ không? Vô tiếng A Di Đà Phật nó dẫn phát nhiều tâm. Thấy không? Cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng nó dẫn phát nhiều tâm. Thấy không? Trong tâm đó mình phải biết, mình tu bằng pháp môn gì. Càng như mình tu về định độ là pháp môn chánh của định độ là nhãn sanh, thì phải giữ cái tâm nhãn sanh. Hay là giữ cái tâm tin rằng Phật sẽ nhước mình nhãn sanh. Là hai cái đó là chánh. Nương tiếng niệm Phật để dẫn phát cái tâm đó. Nếu quý vị không dẫn phát được tâm đó chết, bây giờ cũng đi đâu. Nếu quý vị chỉ tại niệm Phật đấy. Để bây giờ thế gian phiền não quá, tham nhiều quá, sân nhiều quá, si nhiều quá, mình muốn niệm Phật nó tập trung, niệm Phật để tâm không lo nghĩ gì hết, thì đó là cái pháp của thiền định. Giống như là quý vị nhìn màu xanh màu đỏ đó, tập trung vô đừng nghĩ y chang vậy thôi. Đó là một sự trú một cái tâm này, trú vào một cái để quên những cái khác. Thì khi mình quên hết tham, quên hết sân với si thì tâm được an lạc. Cái an lạc này là công năng của thiền định, nó gọi là lạc của cảnh định, lạc của sơ tiền, có gì lạc sơ tiền mà không sanh định độ đâu. Thầy nói nếu mình chết thì mình đi đâu ạ? Đúng như vậy đó. Thầy làm được vậy mà thành tựu á. Thành tựu tức là thanh si không được đó, bởi vì sanh được thì lạc sơ tiền chết thì sanh sơ tiền. Nhưng mà thanh tựu lạc không được, tại vì tâm của vậy chưa hề có một cái tâm nuôi dưỡng cái tâm mà tha thiết chẳng sanh hay là tin rằng Phật đã rước mình. Thấy không? À, thành ra mình chỉ lo loại bỏ tư tưởng hết đến Phật tới đó chưa chắc đã nhận nữa, mình loại luôn mà. Thấy không? Loại mà chỉ có cái sự là chết chú thôi. Thấy không? Cái gì thành ra cái quan trọng là tịnh độ, nuôi tịnh độ là mình tu cái môn này để dẫn sanh, phải luyện cái tâm nào. Mình nói là trong cái này đó mình giữ được cái gì? Theo như người muốn giữ giới này hãy nên chuyên chú giữ tâm. Cái giới là cái tướng, cũng như cái niệm Phật là tướng. Cái niệm Phật ai là Phật là âm thanh tướng. Thấy không? Đó. Nhưng mà cái tâm từ tiếng niệm Phật này lưu sức nhiều tâm lắm. Như là tôi ví dụ vậy biết, mỗi tiếng niệm Phật có thể có nhiều cái tâm khác nhau. Sợ quá đâu niệm Phật để Phật cũng khổ, hay những tâm do vô quý chưa chắc đã nhận sanh. Thấy không? Lo quá không niệm Phật hay niệm Phật. Thấy không? Hay mà cầu muốn là cầu phước báo của Nam Mô A Di Đà Phật. Hay những người ngay đến những người niệm khí lực thích vô A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật để tụ hoàng đơn, mượn cái tiếng A Di Đà Phật để sức hồn, không phải dân sanh những pháp đó vào cái gì tập cả đời không dân sanh được. Không? Với cái miệng anh niệm A Di Đà Phật để sức cái hồn ra chứ đâu phải để dân sanh đó, làm sao mà dân sanh được. Thành ra cái tiếng A Di Đà Phật á không phải người nào niệm Phật cũng dân sanh, là tại vì họ luyện, họ giữ cái tâm Phật là tướng, nhưng mà họ giữ bằng cái tâm nào, muốn nên cho mẹ nói là muốn giữ một cái giới nào, tức là mình muốn đi vào hệ thống nào đó. Thì mình nên chú giữ tâm của mình, giữ tâm mình trong hệ thống đó. Thầy có gì phải nắm cho vững. Dạ, bạch thầy, nếu như mà mình muốn biết về những tiền kiếp của mình đó thì mình phải tu như thế nào? Thôi, mình biết tiền kiếp là phải tu, ít nhất phải đắc được sơ thiền đó. Đắc sơ thiền, đòn dùng cái sơ thiền đó, phải không? Tập 6, 5 cái thành công. Bắt buộc phải như vậy chứ không có niệm Phật mà biết được. Niệm Phật á, nếu mà nhờ cái nguyện tha thiết á, mà nhờ Phật gia bị cho mình biết á, thì Phật dùng cái công đức của Phật và Phật thì hiện cho con thấy, chứ không phải năng lực của con. Thành có nhiều người họ thấy được, giờ cái sự gia trì của Phật nó thấy được cho niềm tin á, thì đó là đây cái lực của Đức Phật.
chứ không phải lực của mình. Còn mình tự lực mình thấy được, có phải vô sơ thiền. Sơ thiền rồi đó, sau đó cô đọc học, cô tập về túc mạng thông. Năm 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 thằng thông, túc mạng thông thì cô biết cái quá khứ. Thưa thầy, niệm Phật có nên niệm xem kẽ như là A Di Đà Phật, rồi Phật Bà Quan Thế Âm. Niệm xem kẽ được, niệm xem kẽ cũng tốt, không có gì đỡ ngại hết cô. Nhưng mà mình niệm ăn thua đó, mình nhưng mà cô quan trọng đó là cô niệm cái đó với mục đích gì. Chà, như cô mục đích giảng sanh thì cũng như niệm xem kẽ cũng được, như cái tâm giảng sanh lấy cái đó để dẫn thắt tâm giảng sanh mình ra. Vì Phật nói là Phật A Di Đà đã phát nguyện, người nào niệm ta giảng sanh. Đức Quan Thế Âm cũng phát nguyện là người niệm ta mà tha thiết giảng sanh sẽ được giảng sanh. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng có nguyện rằng là người nào niệm ta sẽ diệt hết các nghiệp chướng nhẹ sẽ được giảng sanh. Thì cô niệm chập ba chập hiệu cũng sao hết á. Quyết tâm là những cái này là tại tôi muốn giảng sanh, tôi niệm mấy hiệu này đây. Tôi sợ tôi chướng tôi nhiều phải không? Tôi sợ cái này mà tôi niệm gì dưới cái tâm để giảng sanh. Thì ba cái này nó dẫn phát cái tâm giảng sanh của mình càng mạnh. Thấy không? Quan trọng với cô niệm như cái tâm nào. Bạch thầy, nếu như có người vừa niệm Phật mà vừa tụng chú đó, như vậy thì cái nào tốt hơn thưa thầy? Thì phải chọn cái đó làm chánh làm phụ. Có thể là niệm Phật chánh hay là chú là trợ, hay là chú là chánh hay là niệm Phật là trợ, cái đó là tùy theo cái tâm ham thích của người đó. Trong cuộc đời mình có một cái chánh và một cái phụ trợ. Cái niệm chú nó trợ lực cho niệm Phật ha, hay là niệm Phật nó trợ cho cái niệm chú, là tùy theo cái sự mình cái hobby mình chọn. Phải chọn cái chánh, cái đó mình đi nhiều. Chứ đừng bây giờ này hai cái đi bằng nhau. Câu hỏi này một tâm si này đó, thì bên Nguyên Thủy thì họ tập về pháp quán tập nhân duyên. Cái này bên internet hỏi. Thấy không? Còn nếu mà quán tập nhân duyên là thì tâm si hay nhất. Ha. Còn nếu mà muốn cho từ tâm si thật sự á, mà trong tiệm từ từ á, thì đi qua hệ thống văn tư và tu. Nhân tức là đi nghe giáo pháp, tư là phải về phải chịu khó suy ngẫm. Suy ngẫm thì cái pháp nó nằm trong cái tâm mình. Ha, bắt đầu là dùng những cái sự tu về thiền định, tu về cái kia, là từ đấy cái trí huệ đó bắt đầu phát sanh ra thì cái si nó mới hết. Có gì nắm vững cái này không? Cái này nhiều người niệm Phật đó, họ không biết á, mà niệm mà cuối cùng niệm hoài nhân sanh là lý do đó. Nó niệm với cái tâm khác, mà đó có con cầu mà đó cứ nuôi dưỡng cái tâm nó lên đâu. Thành ra hồi xưa nhiều khi mà thực sự đa số nhiều người niệm gì sanh là tôi mới dạy niệm lại, tôi nói bây giờ phải giữ cái tâm lại. Thấy không? Mình thấy làm sao mình chui luyện cái tâm nó lên. Cái tiếng niệm Phật nó chỉ dẫn phát cái đó thôi. Thành ra trong lời của giảng sanh nó nói là nếu quý vị làm tất cả công đức trong cái lời nguyện của mấy của Đức Phật Di Đà đó ha, mà phát nguyện giảng sanh thì được giảng sanh, đâu cần niệm Phật đâu. Làm công đức mà cầu giảng sanh đó, thì cứu giảng sanh, nếu không giảng sanh tao thành Phật. Có đó, có lời nguyện đó. Vì nhớ không? Thấy không? Thành ra quan trọng là quý vị có phát nguyện giảng sanh hay không? Quý niệm Phật nhưng mà có phát nguyện giảng sanh hay không? Nhưng thường thường ai cũng có phát nguyện sanh hết á, nhưng phát nguyện sanh lúc đầu do con nhà này bắt đầu con niệm Phật đây, con niệm Phật hy vọng Phật cũng cho con giảng sanh, và xong rồi nó con Phật ráng chú tâm không à. Lúc đó thì ráng chú tâm vào tiếng Phật chứ không chú tâm vào cái tâm giảng sanh. Cái lỗi của gì thất bại là lúc đó là chú tâm vào cái tiếng niệm Phật, nó tập đúng như thiền định vậy đó ha. Rồi sao cái niệm Phật có dầu cái gì nói này, dạ niệm Phật là con miệng này hồi hướng công đức giảng sanh hả, thì nguyên một cái tờ pháp tiếng đồng hồ cái gì có khoảng chừng 1/10 giây không nhận sanh, thì phần cuối khoảng 1 giây 2 giây nhận sanh. Tại cái tâm nhận sanh gì phát triển nó yếu lắm, như không có nuôi dưỡng đó, thấy không? Tại không nuôi dưỡng đó là khi chết á, khi chết á nhiều khi những cái khác á, rồi nó cái gì từ từ cái thương mến cái tình ái dục như gì nhiều á, cái tâm đó là cái tâm nó mạnh nhất, nó lôi kéo cái gì đi, cái gì quên luôn nhận sanh. Nếu lúc chút may mắn mà còn nhớ được thì còn phải chọn đi, nhớ lúc anh sợ cái gì tôi quên. Thành phải luyện là luyện cái tâm đó ngay lúc nó còn trứng nước, nó còn yếu, mình luyện cho nó mạnh lên. Mạnh lên. Thành ra cách niệm hay nhất á, lúc đầu thì tôi nói niệm như thế nè, ví dụ Nam Mô Di Đà Phật ha, đầu nguyện kêu con chết được Phật giảng sanh, một câu kế bên liền vậy đó, cứ niệm hoài đến lúc nào đó mình nó nhập tâm rồi đó thì mình niệm Nam Mô Phật tự nhiên có cái tâm nó chạy theo, thì lúc đó khỏi dẫn theo cái đó nữa. Giờ sao này mình niệm Nam Mô Phật tự nhiên có tâm nó chạy theo, tại vì mình xưa mình đã tập rồi đó, là mình vô giảng sanh thì cái tế Phật này để cho con được giảng sanh, hay cái tâm mình nuôi dưỡng cái tâm giảng sanh, lúc đầu mình niệm ra tiếng gì đó, sau khi nó thành thói quen rồi đó thì cái gì bỏ luôn cái tiếng nó đi, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, tự nhiên cái là Phật tiếng Phật mình phát ra là cái tâm nó đi theo, nó thành thói quen rồi. Thì lúc đó đó mặc dầu cái tâm mình không khởi lên cái giảng sanh vô, nhưng mà nó kèm theo, nó kèm theo quen, nên là nó dần phát theo, thì mình nuôi dưỡng nó cái gì đặt mục đích cái tuyệt vời của tịnh độ á, niệm Phật mà qua được thiết là cái tuyệt vời của nó, thấy không? Tại vì những pháp môn khác không phải là dễ lên khỏi Phật,
chỉ có con này lên được mà do cái nguyện của Đức Phật. Hoặc là lấy hai cái, hoặc là cái tha thiết của mình, tại Đức Phật không bao giờ bỏ mình, ngoại đạo Phật không bỏ mình. Có gì không phải là Phật đâu, có gì là Thánh Chúa, đạo Hồi giáo thì chết không qua tới nước như thường. Nhưng mà người đó gì vì cuộc đời họ không thích nên họ không đi. Nên mặc dù nếu mình tha thiết em sanh thì Phật sẽ thăng nước à. Thế là hoặc là mình luyện cái đó, hoặc thứ hai là mình luyện vào cái tin thì Phật sẽ rước. Hai cái tin thì Phật rước, thì ngay cái Phật tới rước thì như mình nhớ cái đó mình đi. Thì lấy hai cái đó ha. À, còn mấy cái tâm khác á, nếu mà mình kẹt quá mình cần thì mình vẫn cần, nhưng mà đừng có chú cẩn trọng gì. Ví dụ mình lận quạng nhiều quá mình nói là nó Phật có nhiều công đức về đồng niệm trên nhiều Phật công đức vô lượng có thể từ đó này, thì mình có thể mình niệm cái nguyện rằng là mình trị bệnh rồi gì cũng được, nhưng mà đừng nặng á. Cái đó là nhiều cái pháp để làm được điều đó đó. Mà riết niệm Phật mà thuộc cái niệm Phật mà A Di Đà nó thù thắng là cái là cái người ác nghiệp mà vẫn có thể giảng sanh được, nên như em thật được, nhưng mà phải nhất tâm bất loạn trong cái gì. Chư tổ trong bài này hiện tại nói là nhất tâm bất loạn trong tính tâm bất loạn, chứ mà nhất tâm bất loạn trong sự chú tâm. Tính tâm bất loạn tức là cái niềm tin Đức Phật đến giờ cuối Phật rước lên vẫn không sai chuyển. Đây là cái tính tâm một trong các tâm, chứ không phải là chú tâm bất loạn. Cái gì là chú tâm mà bất loạn mới đi vào lạc vào cái định của sơ thiền. Cái đó là cái lối tập của bên thiền định của ngoại đạo cũng có, và thiền định của bên sơ thiền mà sơ thiền của Phật giáo cũng có. Cái đó thì không phải là cứu cánh được các chư tổ muốn cái gì tập cái đó, chư tổ gì dạy về niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, đây là tính tâm bất loạn hay là nguyện tha thiết giảng sanh bất loạn để đi sanh. Thì nhớ nha, nhớ nó không biết cái gì để cho gì hiểu là tiếng là Phật nó bằng cách nó là âm thanh, nó dẫn vô lượng tâm, thành ra mình phải chọn một cái tâm nào mình giữ một cái tâm để mình tập, thấy không? Mình giữ cái giới của mình, cái giới trong này là giới để giảng sanh thôi, thì phải giữ một cái tâm này là tha thiết giảng sanh, hay là cái tâm là tin vào Phật sẽ rước độ mình và cái đối tượng để mình giữ tâm. Đây là câu đầu á. Nghe câu hỏi ta nói là đây có người hỏi là ăn nói của mình nói ác đó, nói điền nó điều thô ác đó, đối với giới giang hồ có tạo khẩu nghiệp hay không? Cái này là mình ăn nói với tâm gì? Bây giờ một vị Bồ Tát không muốn độ sanh trong cái giới giang hồ cao bồi chỗ đảng á, thì họ phải làm hành động sự đứng vào tư cách mà đạo mạo nói chuyện nó nghe. Bây giờ nó thấy nó hòa đồng cho mình nói rồi, nó là dạy đời nó đâu có nghe mấy vụ đó, thấy không? Thành ra mình muốn mà độ những người ác á thì mình cũng làm hạnh Bồ Tát hạnh á, cũng như cái gì tập đầy đủ rồi, một bộ la mạnh ba la mật rồi đó, đủ cái nhẫn lực rồi đó, thì lúc đó họ mới làm chỗ này. Thì phải đồng sự, đồng sự tức là mình bắt đầu là mình cũng ăn uống cũng hút sách cũng rượu chè như nó, nhưng mà cái đó chỉ là cái hình tướng, nhưng nó không có chuyển tâm mình được. Thì nó thấy giống hay nó thấy giống thì nó giờ nó ăn nói thô lỗ càng thì mình cũng ăn nói thô lỗ càng, thấy không? Thì nó thấy giống là từ từ thấy giống từ từ nó bắt đầu nó gần gũi nó bắt đầu nó chịu nghe mình nói, thì từ từ mình dùng cái phương tiện khéo léo để dùng cái kéo từ từ ra, thì lúc đó giàu có ăn nói thô lỗ càng nó không ăn lỗi, thấy không? Cái đó là như mình đóng kịch thôi để mình nộ người ta thôi. Còn bình thường nếu mình tập một cái thói tập mình nói ra tự nhiên nó tạo thành tập khí. Tập khí đó là nói ra cũng thích, tại vì cái nhiều người họ đang quan có lời nghe nó đâu có thích, thành ra cái khẩu nghiệp nó gây cho nhiều người bất mãn, thấy không? Nhưng bằng Bồ Đề Tâm á, thì cái này nó không sao, mà không phải bằng Bồ Đề Tâm thì nó đều tạo những cái nghiệp mình gieo, cái gì nó thô ấu xác á thì nó dính vào cái ngũ giới nó đã cắm rồi. Thì bây giờ nếu mình giữ được cái tâm đó thì bất cứ có giữ vào trong cái tâm gì thì từ từ quý vị sẽ được định tâm. Nghe quý vị giữ được cái tâm mà tha thiết chẳng sanh, quý vị vẫn định tâm như thường. Vẫn nhiều vô được sơ thiền được như thường, chứ không phải là không được sơ thiền mà lại được cái cảnh giới này chẳng sanh nữa hả? Bậc thầy, khi nào con mới biết được là mình đã được định tâm thôi? Lúc định tâm hả? Cái định tâm nó dễ lắm, lúc đó tất cả ham muốn thế gian con không còn á. Con không còn ham ngủ nữa. Ngủ nó không còn cái ám ảnh, cô nó không còn ăn, cô không còn ái dục nữa. Tại vì cái khô vô thì sơ tiền cái dục nó mất. Cái dục, cái hiện tướng đầu tiên đó là cái sơ tiền, đó là ly dục. Cái con tiên đầu tiên, cái định nghĩa sơ tiền là ly dục diệu lạc, được cái sự an lạc trong cái sự ly dục. Nếu cái dục thế gian là ăn ngủ sắc dục, cô không còn ham thích nữa. Là tại sao? Cô vô được sơ tiền con người nó an lạc lạc thú còn hơn cái dục đó nữa, là cô đâu còn ham thích nữa. Là cô còn phải ham thích nhiều đó thì đó sơ tiền còn lâu chưa có gì đó ảo tưởng lên, phải không? Rồi giờ đến cái câu thứ hai,
nếu thả cái tâm như do điên này ra, ta sẽ kêu nạn địa ngục do giá. Cái tâm á, cái tâm của mình nó thường thường là nó làm theo cái nghiệp, mình dùng nghiệp để mà thành thân. Khi mà mình thành thân rồi đó, là cái tâm của mình là tâm nghiệp không à. Cái tâm nghiệp đó là nếu mà là mình cái tâm mình tốt mà đã sanh thiên rồi, thấy không? Còn cái tâm mình là ngon lành, mình thành Bồ Tát, thành thánh rồi. Thế mà sở dĩ mình sanh lại cõi người đó là cái nghiệp ái dục, cái nghiệp tham sân si mình rất là mạnh. Giờ gần như khi mình thành thân con người, nó là cái gì nó còng con mình, nó còng con cái ý thức, cái suy nghĩ của mình. Do đó nếu mình không giữ gìn nó tránh, nó chạy cho nó chạy tự nhiên đó thôi. Giờ cái nó tự nhiên, cái gì cho nó tự nhiên, để trên thứ ba nó tự nhiên mà tự nhiên 10 người là hư hết cả 10, tôi bảo đảm á. Thành nên có nhiều cái học phái, có nhiều cái luật lưỡi dục, nó là cho con cái hết sức tự nhiên. Tự nhiên á, cho tự nhiên đi, hên là có một trường học dạy nó đó, cho tự nhiên mà không có trường học nó bảo đảm 10 người là hư hết 10. Mà tại sao là cái tâm của mình nó sanh là con người là cái tâm ái dục, tâm còn là cái tâm muốn thụ thưởng, muốn thụ hưởng, muốn ăn hiếp người ta, muốn sân hận, muốn bậy bạ không à? Đây là nhiều nhiều thành nó mới lập xã hội, mới lập luật pháp. Nếu mà tự nhiên người ta nên, nó không cần luật pháp làm gì, thấy không? Vì nó tự nhiên người ta hư nên thôi luật pháp ăn kềm hãm cái tự nhiên người ta lợi, thấy không? Thành nó nói rằng là nếu thả cái tâm như vô điên này, cái tâm mình thật sự nó như điên cuồng, nó chạy thảy không á. Thành ra trong chỗ nó là cái tâm mình là như vô điên vậy đó. Thành là đậm gì kiểm thúc đó, giữ chánh niệm trong chánh pháp để kiểm thúc đó. Cái chánh niệm này, mình học chánh niệm này trong này đó thì mình chánh niệm trong Bồ Đề Tâm. À, nếu này làm bị tịnh độ là chánh niệm trong cái sự tha thiết cảnh sanh để kiểm thúc nó. Chánh niệm trong chánh năng sanh là cái gọi đó gọi là chánh pháp, tại vì quý vị sẽ gặp Phật thì có cơ hội để thoát. Thành cái gì nói chánh pháp là khi quý vị được cái sức duyên và được phước báo, phước đức hay là được giải thoát thì nó gọi là chánh trong quan niệm đạo Phật. Còn cái nào mà làm cho quý vị đọa lạc trong sự tử luân hồi thì nó không phải là chánh, nó gây quý vị có những khổ đau thì không phải là chánh, thấy không? Thành ra phải nói là luôn luôn phải kiểm soát cái tâm, không có giờ bỏ cái tâm mà được. Cái tâm mình luôn luôn chạy bậy, và nó chạy bậy làm cho mình sân hận, là mình bập đố, là mình tham lam, mình đố kỵ, cái tâm nó toàn là bậy bạ mà toàn tạo nghiệp không. Hồi đó như cái lỗi của gì đó là để cho tự nhiên, đa số những viên niệm Phật đi, đa số gì cũng thả tâm đi tự nhiên à. Phật nói là không được, cái tâm người ta là để tự nhiên mà nó hư. Nếu cái tâm mà tự nhiên mà là nên á, thì cõi người nó càng lúc càng đông, là cõi người là cõi có dễ tu thành đạo dễ nhiều nhất, mà cõi súc sanh thì mọi người là ít, nhưng mà coi là thì đi cũng cảm sinh càng lúc càng đông, thấy không? Súc sanh cái gì coi nó loài thú nó càng lúc càng nhiều, loài kiến không còn thấy còn nhiều hơn con người nữa, thấy không? Nó càng lúc càng đông tức là người ta chết đi xuống không à, không có cái gì lên, đi lên tiêu thiên nó càng lúc càng lớn, thấy không? Mà nếu mà tại lý do nó mà làm theo cái điều tốt, để cái tâm làm tự nhiên là nó làm thêm tham, làm thêm sân, làm thêm si, làm thêm tà kiến. Không? Thì rất là nguy hiểm. Chánh kiến chỉ có trong đạo Phật thôi. Nếu mình theo Phật giáo thì chánh kiến là cái gì vậy? Dạ. Thì mình làm sao? Mình đọc kinh Phật, mình với cái điều kinh mình đọc á, làm cái thấy của mình để mình tuân theo mình đi thì đi đâu? Gieo nhân tăng, gieo nhân tốt. Vậy thôi à, cái đơn giản. Thấy không? Nếu thả cái tâm như do điên này ra, ta sẽ chịu nạn địa ngục vô giác. Thì đương nhiên phải rồi. Nó tả đâu là nào tham sân si thôi mà sao thì sẽ đọc địa ngục thôi chứ là đi đâu bây giờ? Thưa thầy, giữ tâm bao nhiêu lâu mới được định? Giữ hoài. giữ kiếp này qua kiếp sau không có giữ là sao? Có dục con có thời gian mà có lực nó mạnh nó dục con không còn cộng con cô nữa, mà lúc cô cộng con ngược là cái dục cô điều khiển được cái dục. Hai cha nhân ngủ á, cô vô ngồi nhập thiền cô không buồn ngủ nữa, nó còn vô ngồi thầy ngồi thầy ngủ đây ngủ chút mệt quá lắc vô được chưa, người vô thiền định không có buồn ngủ nữa. Thành ra lúc đó mấy cái dục cô từ từ cái năng lực thiền định cô càng ngày càng tăng đó, thì cái dục từ nó mất. Thấy không? Nó không còn nữa thì lúc đó là cô thành. Bạch thầy, nhưng vẫn còn thân người thì vẫn cần có ngủ, ăn ngủ nghỉ mới. Tại vì cô chưa có định, cô nghĩ như vậy thôi. Cô vô định được, cái ngủ nó không cần thiết mà. Tại vì trong cái cô vô thiền định, cái tâm cô không có hoạt động nữa, cô trú ra một chút trạng như ngủ vậy đó. Thành nó không cần ngủ. Thưa thầy, sao Đức Phật vẫn có bị bệnh, vẫn hình như cũng có lần bị chảy máu rồi cũng sau đó cũng bị poison mới bị chết. Cái bệnh đó đúng người ta nói là đúng vô sơ tiền mặt bệnh. Nào mà Đức Phật đóng kịch nhiều lắm. Có được Đức Phật là nó hoàn toàn là người vô lậu rồi, bao nhiêu công đức mà không có dẫn những cái nghiệp đó đâu. Thấy không? Như Phật nói rằng ta đến Phật rồi mà ta vẫn bị những cái nghiệp như thế này đó, thì quý vị cẩn thận coi chừng các nghiệp. Nó vẫn thể hiện cho mình thấy để mình sợ cái nghiệp đâu. Đức Phật nói giờ ta tu đức độ đó không có nghiệp gì theo nữa rồi, nhiều khi mình đi. Đức Phật trong cuộc đời Đức Phật thì hiện rất là nhiều cái
Thế chẳng hạn như Phật là cái chuyện ăn uống ngựa, đó là có những kiếp ta làm gì thì ta phải ăn, cẩn thận đừng nói làm hành động làm những gì là những miếng ác. Không, cái đại thừa, cái tiểu thừa nhìn khác nhau. Cái tiểu thừa nhìn thấy Đức Phật như người thường, nó lãnh nghiệp như đại thừa nói là tất cả Đức Phật mà làm như vậy đó, Đức Phật cũng như là bị voi sai tới hay là đá mà đè chúng Phật chảy máu á, bị đánh đứt được. À, thì nói là cái đó là chỉ Phật thị hiện để cho chúng sanh sợ cái nghiệp quả mà đừng có làm. Chứ như Đức Phật rồi là nghĩa là đúng như tất cả nó thanh tịnh từ lâu rồi thì không có nghiệp quả, không có nghiệp quả nào mà có thể làm hại ngài được hết đó. Nghĩa là tiểu thừa vẫn nhìn thấy Đức Phật bị những hoạn nạn đó mà sợ, còn đại thừa thì nghĩa đại thừa đó nói rằng là Đức Phật làm cái đó để xác minh cho, nghĩa là cảnh cáo chúng sanh rằng là cái nghiệp quan trọng như vậy đó, thấy không, để mà cẩn thận phòng ngừa thân khẩu ý đừng có làm những hành động sai bạch ra đái ngay Đức Phật mình còn bị. Nhưng mà đại thừa nói là đây Phật Đức Phật đúng tịch, thấy không, đúng tịch, đúng tịch thôi. Thưa thầy, mỗi lần nói Đức Phật ở đâu thì thường hay nói Đức Phật đã đi Niết Bàn, vậy Niết Bàn ở đâu thưa thầy? Niết Bàn với Đức Phật á, không phải là cái cõi nào hết trơn á. Niết Bàn của Phật là Đức Phật nhập vô cái Niết Bàn khác A-la-hán. A-la-hán nhập Niết Bàn là bất sanh bất diệt, tức là không còn sanh nữa, là cái cõi đó không có. Cõi nó mất tâm mất thân luôn, không có. Họ ở đâu thưa thầy? Không có, nếu mà có cõi là có sinh tử, tôi không? Có cái nào sanh ra chỗ nào đó thì phải có hết cái lực, nó sẽ hết cái đó thì nó có sanh tử. Nên Niết Bàn là danh từ, nó chỉ là danh từ, nó gọi tượng trưng cho một cái tình trạng là còn không còn sanh diệt trong luân hồi nữa. Không còn sanh, không còn tử nữa, mà không có sanh nữa, có cõi nào đâu mà chỉ. Bây giờ cô sanh có lạc thì còn có lạc đi chỉ phải không? Không? Bây giờ không sanh nữa, có còn cõi nào nữa, đó là cõi bất sanh bất diệt, tạm gọi là danh từ là Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật vẫn còn thôi. Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn khác là Niết Bàn vô trụ. Thấy không? Vô bạn nó trụ tức là vô trụ, tức là chỗ nào cũng có Phật hết á. Vô trụ thành ra cái này cũng là Phật nè, Phật đang trụ đây nè, cái bàn cái này cũng là Phật nè, cái này là pháp thân Phật. Nhiều khi mình nhìn cái này đó, mình tự nhiên mình giác ngộ cái điều gì đó thì cái này là nhờ cái này mà nó làm cho mình, cái này là mình đang giảng pháp Phật, là Phật đang giảng cho mình. Thành ra nhiều khi chư tổ lấy cái gậy đánh người ta giác ngộ thì cái gậy đó tức là Phật. Nếu mà vô trụ tức là trụ trong tất cả mọi hình thể mà độ sanh, cái tượng Phật này cũng trụ ha. À, có thể trụ làm đứa con mình, nó làm cái nghịch cảnh đó cho mình phát âm tu, mình giác ngộ được thì ngày cũng hay trụ trong thân đó ha. Thấy không? À, nếu thả cái tâm như đôi đi này ra, ta sẽ chịu nạn địa ngục vô giác à, thì làm mậy mà nó bảo đảm cái gì đó, không cộng con cái tâm bảo đảm sẽ đọa liền mà nó tích. Thành ra tại sao biết thức đi giữ giới, giữ giới rồi đó thì mình lúc đó mình phải ráng có cái tâm để mình trụ được giới, để mình coi mình có sai lầm không, cái nào không thì cái đó là tích để mình có cái nhiệm vụ để mình trụ tâm vô, thấy không, thì mình trụ tâm vô thì mình giữ giới là làm cái điều lợi, làm điều thiện thì mình mới không làm cái điều hại, chứ mình để tự nhiên là chết đó đã. Thành ra nhiều khi bị hẹn cuộc thấy lỗ thiệt, nhưng mà tương lai mình lời vô cùng, thấy không, còn để tự nhiên thấy tự do thiệt, thấy từ con lạnh lắm, tự do lắm mà vô cùng mình đâu có biết gì đâu, mình không có trí tuệ, mình vô minh, mình sanh ra đâu có vô minh, mình còn làm bậy không là mình chết. Bởi vì nói là Phật đặt giới lý do là lợi lạc chúng sanh, hay là Phật giảng chánh pháp, hay là giảng những cái pháp cho mình tu thiền định này kia là lợi lạc chúng sanh, cái tâm mình trụ được là mình được lợi thôi. Còn mình nói giờ tôi trụ tâm xong rồi, tôi thả tâm nó đi đâu đi thì Phật cũng cấp, nhưng mà cái gì thả tâm đi bậy thì lãnh, phải không? Ha. Trên đời dù có một con voi lớn chưa thuần cũng hay gây quả bằng tâm này. Hai con voi thì sức nó mạnh lắm, trong các kinh điển của Phật nó tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng bằng hai con thú, một là con voi, hai là con sư tử. Hai con thú này là tại vì con voi thì nó to lớn, nó mạnh, nó đi vô là phá nát cái đó, con sư tử thì tất cả những người đều sợ hết, cái hoài mạnh dũng lực như con sư tử vậy đó, thì tượng trưng cho cái hai cái đó là cái lực là mạnh trong cái thế giới. Thì nó là cái tâm con voi nó đã mạnh rồi mà nó chưa thường, nó phá hoại vậy đó, nó làm nó hư hại, nó phá nát, nó là tổn hại, giống như mà không bằng cái tâm không kiểm soát, thấy không? Thành ra cái gì biết rồi phải kiểm soát tâm, giữ cái gì quan trọng, cái lối tu Phật cái gì đi rồi đó thì giờ đi, cái gì chỉ trú hình tướng ngoài không gì giữ cái tâm hết á. Thành ra giờ mình nhắc lại, thấy không? Bây giờ cái gì tu này nhất là bồ đề tâm, là cái tâm lợi lạc chúng sanh, cái tâm nó cần phải giữ vô cùng. Thành ra trong này thực sự Đức giả giữ chính tri này là giữ chính tri cho bồ đề tâm, nhưng mà giữ chính tri cho niệm Phật, cho tôi thí dụ niệm Phật cho dễ hiểu thôi, thấy không? Nhưng thực sự là giữ chính tri lúc nào bồ đề tâm mình làm cái gì mà không có bồ đề tâm á, mình biết là mình không có giữ chính tri trong cái đó. Nếu mà giữ đến tâm đi đó thì không những lợi lạc cho chính mình mà lợi lạc cho tất cả nhân loại. Hay còn ngang nhiều chính tri trong niệm Phật thôi thì thực sự nhiều khi nó lợi lạc cho chính mình thôi. Hay lợi giữ chính tri trong cái thất niệm hơi thở, niệm ra niệm vào chỉ lợi lạc cho chính mình thôi. Thấy không? Đại khái như vậy. Nhưng mà cái lợi lạc đó nó có thể nó làm cho mình sanh được chư thiên, cũng quất.
phải không? Nó là đại khái như vậy. Thành ra nói là nếu mình thả nó ra mà mình không giữ nó thì bảo đảm nó theo tham, theo sân, theo si, theo tà kiến, theo si mê làm bậy làm bạ hết. Mà làm bậy làm bạ là cái ai lãnh? Là mình lãnh. Chứ ai lãnh bây giờ? Hay có thể là lãnh ngay kiếp này nữa. Nếu mà tham mà làm bậy ngay kiếp này là người ta làm thì được pháp xử mình, chứ đừng có nói nó đến kiếp sau. Phải không? Thành ra phải giữ. Ha, mà cái giữ tâm là nó quan trọng lắm. Tất cả pháp thiền định cho nó, tất cả pháp tu đạo Phật là giữ tâm. Phải nói vậy, cái gì những hình tướng nào từ niệm kinh, trì chú, tụng kinh, niệm Phật, tu thiền gì là luyện tâm hết. Thấy không? Nhưng mà mỗi pháp môn nó luyện một cái tâm. Phải không? Chẳng hạn như bên cái thủy thì nó luyện chẳng hạn như nó đi dự Vipassana thì nó luyện những cái tâm quán sát cái chân lý vô thường khổ vô ngã. Thấy không? Còn nó luyện vào thiền định thì nó luyện cái tâm tập trung. Thực sự nó tất cả đề mục của nó chỉ quy về tập trung thôi. Thấy không? Tập trung vào cái đó. Thấy không? Thành ra khi mà cái tâm mà còn tập trung cái đó thì từ từ nó được sự tiền. Họ đang lạc ra là không được. Thực sự ra cái đề mục nó dẫn phát cái tập trung thôi, chứ không có gì hết trơn. Thấy không? Còn đại thừa đó thì vì cái tâm từ bi đó, cái pháp môn đại thừa nó rộng rãi bao la lắm, thành ra rất có nhiều tâm để cái gì luyện. Mỗi pháp môn nó luyện một tâm, một pháp môn nó luyện một tâm. Thành ra quan trọng nhất á, thực sự cái chú tâm cũng cần rất, nhưng mà chú tâm vào cái tâm tha thiết vãng sanh, nói gì cho nó dễ đi. Hay là chú tâm vào cái tính nguyện, chứ mà chú tâm vào cái đối tượng, mà chú tâm bằng cái tâm đó, chú tâm vào một tâm. Thì có gì phải luyện, phải tập ra, tập ra. Mà chưa có chú tâm rồi thì tập. Chú tâm nó khó lắm chứ không phải dễ, tập từ từ. Nó có nhiều kỹ thuật để tập chú tâm đó, mà biết kỹ thuật rồi mình tập rất là dễ chứ không gì khó đó. Thưa thầy, có người hỏi xin thầy chỉ luôn. Có nhiều người chú tâm rất là dễ, có nhiều người cái không biết nhiều lần kiếp mà tu gì mà chú tâm là họ vô được liền, mà có nhiều người chú tâm rất là khó. Thấy không? Thì người ta nói rằng là nếu mà cái chú tâm mà nó bị phân tán nhiều ra thì cách mà nó gọi là phá vọng tưởng lẹ nhất thì chú tâm lẹ nhất là dùng hơi thở. Tất cả các đồng phái, tất cả các tôn giáo đều đồng ý là hơi thở là một cái sự phá vọng tưởng lẹ nhất. Thậm chí mình niệm Phật là không vô, thì niệm Phật theo hơi thở thì nó lẹ nhất. Hít vô Nam Mô là Phật, thở ra Nam Mô Phật, chủ yếu tập rất là lẹ. Tập thử biết. Ha. Nếu bằng đủ mọi cách mà quý vị đều vẫn bị phóng tâm á, ha, thì cái cách dùng hơi thở là cách kiểm soát tâm lẹ nhất. Nhưng mà niệm Phật như vậy thì mình lấy Phật để vô. Mình tu Bồ Đề Tâm, lấy Bồ Đề Tâm để vô. Thấy không? Nhưng mà tối hôm qua là giảng cái Bồ Đề Tâm á, lấy dùng hơi thở cũng là hơi thở. Tại vì hơi thở làm định tâm rất là lẹ, mà định tâm lẹ thì cái lực nó tăng, tính lực hay là định lực nó tăng theo. Nhưng có nhiều người họ không cần cái hơi thở. Thấy không? Hơi thở họ cái họ niệm thì họ chú tâm được liền, thì họ không cần pháp môn đó. Còn mình tập hoài mà dám bị đó thì phải sám hối. Đấy là cái nghiệp chướng nó làm cho mình bị phóng tán nhiều, nó chặn của mình, đạo của mình, mình phải đi mới chân trước á, tăng trưởng công đức cái đồng ấy kia này kia đó ha. Rồi xong xuôi rồi mình dùng cái hơi thở mình vượt qua được liền. Thưa thầy, hôm qua thì con không được nghe ạ. Bây giờ hỏi là nếu mà bây giờ cái tâm con nó loạn thì con thở và con tức là theo cái hơi thở đó để cho nó nhất tâm ạ, hay sao ạ? À, thường cái hơi thở đó, thường con người mình bị bấn loạn là tại vì cái hơi thở nó không an. Nếu mà theo tiên gia nó luận á, nó nói là con người ta mà sẽ tư tưởng vọng tâm nó loạn ra là tại vì cái hơi thở nó bất an, hơi thở lúc thì nó dồn dập nhiều, lúc làm ra cái tâm nó không an, nó làm cho cái thân mình nó động, thân mình động rồi thành ra cái tâm mình nó chạy ha. Thành ra bây giờ mình cái quan trọng nhất là muốn cho tâm an, làm sao căng hơi thở cho đều. Cái điều đầu tiên á, nếu mà hơi thở ra hơi thở giả bình điều thì tâm mình nó dễ an lắm. Nó dễ an thôi chứ không phải là dễ định nha. Cái tiếng dễ an khác, dễ định khác. Cái tâm mình không an là tại vì hơi thở nó dồn dập, cứ như mình làm gì mệt, nó dồn dập cái tâm mình nó chạy tung lum hết. Thấy không? Thành ra muốn tâm an là hơi thở đều. Thấy không? Thành ra cái kỹ thuật cái mẹo đầu tiên là ta nó thường thường người ta muốn cho tâm mình nó an á, người ta dùng cách đếm hơi thở. Đếm hơi thở cho hít vào đến 1 2 3 4 5 6 hay là 1 2 3 4, thở ra 1 3 2 4. Thì khi mà cái tiếng 1 2 4 bản chất nó rất là đều, từ 1 qua tới số 2, cái số 3, số 4 nó đều lắm. Thấy không? Rồi cái mình đếm lại cho an như 1 2 3 4. Khi nào mà hơi thở ra với hơi thở vào mình đó, nó tặng nhau thì tự nhiên tâm nó an. Tâm an chưa phải tâm tịnh nha, nó có những cái định nhớ rõ vậy. Rồi qua cái niệm Phật á thì nó thấy rằng Nam Mô Phật là 6 tiếng hay là ai hoặc là 4 tiếng cũng giống mình đếm 1 2 3 4. Thay vì mình bên thiền nó tu thì nó không có niệm Phật, nó đếm trước. Thấy không?
thì họ mới lấy tiếng niệm Phật để họ giữ hơi thở đều. Giờ Nam Mô A Di Đà Phật 4 tiếng, thở ra hết giờ Nam Mô Phật 4 tiếng. Thì khi mà hơi thở trào, hơi thở ra đều thì tâm tự nhiên nó an, khí lực nó du chuyển nhẹ nhàng trở lại. Khi cái tâm an rồi đầu đó mình mới để cái tâm vô, mình trụ vô, mình tập cái gì nó dễ hơn. Thấy không? À, thành ra thực sự ra cái Nam Mô Phật á, Nam Mô Phật á thì tại mình tiên nhiều khi nó dùng cái đó để nó chỉ giữ cái hơi thở đều, cái tâm an thôi. Còn mình tập là giảng sanh, thực sự ra mình có vô định không, vô định an không, an không thành vấn đề. Mình làm sao mình trú vào cái vấn đề mà thấy giấc sanh là đủ rồi. Bạch thầy, nếu như một người niệm Phật cầu vãng sanh nhưng mà có nhiều trở ngại thì nên để Phật Hồng Danh sám hối trước hả thầy? Không có gì trở ngại đâu, mình niệm Phật sanh là chắc chắn vãng sanh, không có gì trở ngại đó. Tại vì thần lực Phật không thể nghĩ bàn, con đừng có nghĩ là cái nghiệp con là đủ sức cản Phật phải không? Cái nghiệp con cả Phật nổi đâu, Phật nói mày muốn vãng sanh dứt phát không? Ok thì theo. Bây giờ hỏi cái gì nè, cái nghiệp lực của cô đó không đủ sức qua Mỹ, thằng Mỹ nó giàu quá nó để máy bay nó rước cô đi được à? Cô đi bằng lực của Mỹ chứ không phải lực của cô, thấy không? Thành ra cô đó đừng có sợ cái nghiệp của cô, cái nghiệp cô nếu cô kỹ á, tại vì cô muốn nhất tâm bất loạn cái này kia thì cô sẽ nói, tại vì cái tâm cô vô cũng được, cái loạn cái tâm là tại vì cái nghiệp lực cô nó chặn, thấy không? Thành ra cô muốn vô cái tâm bất loạn cô mới cần sám hối, còn cái chỉ cần nhẫn sanh không cần sám hối gì hết. Cô niệm tán tâm Phật cũng kéo cô đi nữa. Tại vì mà cô nguyện dẫn cô đi bằng cái nguyện của ông Phật chứ không phải của cô. Yeah. Thấy không? Nhưng mà cô muốn là tập trung tinh thần mà sẽ tập trung không được này kia là đặt đó là cái chướng của mình. Thấy cái chướng của mình thì cô phải sám hối thì cái việc đó. Còn cô kỹ đó, thì cô đi sám hối thêm thì cô được lợi ích thêm thôi. Cái chuyện đó có càng tốt. Thấy không? Thật sự ra khi mình nói là mình phải tán thôi mới đi được là chưa tin ông Phật cũng được phải không? Mình đi bằng tự lực đó. Pháp đức cô vô điều kiện không có lực là hết á. Nếu là tin á. Ngay lúc không niệm Phật mà tin là rước là dẫn đi chứ không niệm Phật nữa. Niệm Phật để dẫn thác cái tâm muốn đi thôi. Thấy không? Ha. Nhớ kỹ cái điều đó. Phải tin như thế nào thì cho con tin. Tin là Phật rước mình. Tin chứ có gì to. Tin là Phật không rước mình, Phật không bỏ ai hết. Vì tất cả cái công đức Phật tu á là để cho chúng sanh. Thấy không? À, mà Phật nếu mà Phật nhiều duyên thì Phật A Di Đà đó, ông Phật A Di Đà có nguyện rằng là tôi sẽ rước Phật những chúng sanh về cõi đó để hưởng những công đức của tôi. Chỉ tin bao nhiêu là đủ rồi. Niềm tin đó không bao giờ thối, không ai nói cái gì mà sao chuyển được hết. Niềm tin đó cũng như là mình nói là mình phải niệm làm sao để mà được vãng sanh, tức là vô tin. Thấy không? À, tháng tâm của niệm vãng sanh được không? Tại vì vãng sanh đây là nhờ lực của Phật chứ không phải lực của mình. Miễn làm sao mình lúc mà mình tâm chung mình nhớ tâm mình muốn đi là được rồi. Thấy không? Và nhớ rằng Phật sẽ rước là ok. Nghiệp trước không đủ sức cản Phật đâu. Không có cái gì mà đủ sức cản công đức của Phật hết đó. Công đức Phật nó vô lượng. Nên công đức mình nó yếu lắm, nó không đủ sức. Thấy không? Cô nương là sức lực của mình khác thiếu gì. Cái cuộc đời này cô nương sức lực mình làm không được, cô nương sức lực khác mà làm được, thiếu gì, cái gì đó. Thấy không? Thưa thầy, nếu như nói chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật con nguyện vãng sanh là cũng là nương, là cũng nhờ nương tựa vào sức lực của Phật để được vãng sanh không? À. Nhưng mà có cái chết tôi không nhớ đó. Cái quan trọng cái chết đó mình đi theo công thức cuối. Chết cô lại nhớ cái khác. Cô chết cô quên cái nhà sanh đó đi, mà chết cô nhớ thằng kia nó ghét quá, tao phải làm sao trở lại để mà làm cho nó thả ghét phải không? Thì cô sắp sanh ra cái khỏi cái trong thế giới của thằng đó để mà đụng chạm thằng bạn già thôi chứ đó. Nhưng mình niệm rất nhiều thì hy vọng cuối cuối mình cũng thì đúng rồi, đúng rồi, cô phải tập cái tập tâm tha thứ âm thanh nó càng ngày cô trưởng dưỡng nó lên, cô trưởng dưỡng nó lên. Cô có thể không niệm Phật, cô làm công đức gì cô nói là con bước này con chỉ còn vãng sanh thôi, không cô làm cái gì cô cũng lấy cái tâm nó nuôi nó hoài, nuôi nó hoài, nuôi nó hoài. Thì lúc chết cái tâm đó là mạnh nhất, cái tâm khác nó không đủ thế lực để làm ác cái tâm đó nữa thì cô sẽ đi được. Nhưng mà cái tổ nói là chúng sanh mà kêu làm chúng sanh sẽ tốn đó, tốn sức lao động rồi tốn tiền rồi tốn đủ thứ sanh đó, thì nói thôi giờ mình cũng mở miệng thôi, mình chịu khó mở cái miệng mà nói thôi chứ gì hết cũng không gì hết á. Thành ra cái phương tiện niệm Phật thành nó thuận khác. Chúng sanh bây giờ nó càng lúc nó càng bỏ sẻn, càng lúc nó càng khó chịu á, kêu nó nói làm cái gì mà cầu vãng sanh, làm có thích sanh nó thôi khoan khoan nghe không, cái tổn hao quá. Anh là cuối cùng cái tổ đều quy về cái niệm Phật chứ không phải là mấy cái khác đi cũng được, cười không?